Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lên một siêu phẩm cho các bác nhé. Đây là một chiếc bình hiệu đề là Cutali, nhưng mà hàng rất là chất lượng cao đấy các bạn. Đây là chiếc bình vẽ những vị thi sĩ, những vị thi sĩ của Nhật Bản các bạn. Chiếc bình này thì được vẽ full kín bình luôn các bạn. Vẽ full kín bình luôn. Em không đếm là có bao nhiêu vị đâu, nhưng mà đại khái là vẽ gần như là kín, và chỉ có mỗi một cái bức thư pháp ở đây thôi, mỗi cái bức thư pháp viết chữ nhỏ li ti ở đây thôi. Đấy các bạn. Thế còn xung quanh thì là vẽ đầy đủ các vị thi sĩ luôn các bạn nhá. Trên này thì vẽ những hoa văn gọi là tuyệt vời luôn. Miệng thì viền vàng rồi. Chiếc bình còn rất là mới các bạn. Mới đẹp lắm. Đây, bức ảnh, các bức tranh vẽ này thì rất là thần thái, mặt mũi căng ngài rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vẽ tận dưới đáy bình luôn. Em quay một vòng cho các bác xem rồi. Hiệu đề đây các bác này, có hai chuyện nhé, một chuyện chìm và một chuyện vuông. Chuyện vuông, chuyện chữ vàng các bác nhé, nền đỏ. Chiếc bình này xuất sắc luôn, đẹp. Chiếc bình này với giá ngày xưa thì lúc nào phải hơn 10 triệu một chiếc các bác. Với những chiếc bình như này, nhưng mà thời gian gần đây thì nó rẻ hơn rồi các bác. Chiếc bình này em đo kích thước rồi nhé, là miệng 14, bụng 78, cao 28. Giá cho chiếc bình này là 8 triệu rưỡi. Trong đây cũng là giấy tờ gì đây, em không rõ, có giấy tờ này các bạn. Giấy tờ viết đi theo bình này, giấy tờ đấy. Giai đoạn này bác nào có tiền thì sưu tầm cái bình này. Bình này bây giờ nó cũng rất là hiếm các bác nhé. Đấy, mà giá thành thì ngày xưa thì rất đắt, bây giờ thì rẻ thì các bác có thể sưu tầm được đấy các bác ạ. Đấy, tình hình kinh tế suy thoái cho nên là sản phẩm bán cũng rất là hợp lý và rẻ. Đấy, bác nào muốn sưu tầm chiếc bình này thì alo cho em nhé. Chiếc bình em vừa về đấy, mới tinh, rất là mới luôn, cực kỳ đẹp các bạn. Đấy, em xin kết thúc video đây nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Em xin chào các bác nhé. Chúng mình quá đẹp luôn.